Cách hâm nóng cơm nguội, ngon như mới nấu. Những ngày trời trở lạnh, cơm nguội để lâu dễ bị khô, hâm nóng lại không đúng cách làm cơm bị cứng hay nhão, mất chất dinh dưỡng. Mẹo và cuộc sống xin hướng dẫn một số cách hâm nóng cơm nguội, để bữa cơm gia đình thêm nóng số không thua gì cơm vừa mới nấu. Số 1. Hâm nóng cơm bằng nồi cơm điện. Hâm nóng cơm nguội bằng nồi cơm điện là cách làm thông dụng và đơn giản nhất. Đổ ít nước vào nồi cơm, bới cơm nguội cho vào tô, rồi đặt lên vỉ hấp cho vào nồi cơm điện. Đậy vung lại rồi nhấn nút cút, Khi nồi cơm xuống nút thì tô cơm nguội cũng đã được hấp nóng và ngon. Số 2. Hâm cơm bằng lò vi sóng. Lò vi sóng cũng có thể dùng để hâm nóng cơm nguội. Bới cơm nguội vào tô chuyên dụng cho lò vi sóng. Dùng màng bọc thực phẩm bọc tô cơm lại rồi cho vào lò vi sóng quay. Cơm lấy ra nóng sốt và không bị khô. Số 3, hâm cơm nguội với cơm mới. Nếu đang nấu cơm thì bạn có thể tranh thủ hâm nóng cơm nguội cùng lúc. Khi cơm chín, bạn lấy muỗng xúc một ít cơm mới bằng với chỗ cơm nguội, rưới ít nước nóng vào lỗ cơm rồi với cơm nguội vào, lấp cơm nóng lên mặt. Nếu nấu bằng bếp gas thì bạn bật lửa nhỏ liu riêu nếu bằng nồi cơm điện thì đậy nắp nhấn cút lần nữa. Chờ đến khi thấy hơi nước bốc lên là cơm đã được hâm nóng. Số 4. Hấp cơm nguội trong sửng Bạn có thể hấp cơm nguội trong sửng hấp như khi nấu sôi. Đổ nước vào nồi, đặt sửng hấp lên rồi đặt tô cơm nguội lên sửng. Nếu muốn cơm thơm hơn thì hấp cơm với ít lá dứa, cơm nguội hấp xong sẽ có mùi dịu nhẹ và ngon hơn. Lưu ý, Trước khi hâm nóng cơm nên xới đều cơm để từng hạt cơm được phân nhiệt đều khi hấp. Nên cho một ít muối, và giọt dầu ăn lên cơm nguội trước khi hấp để cơm dẻo và ngon hơn. Trên đây là các cách hâm nóng cơm nguội đơn giản dễ làm. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.